À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với những bài giảng của cô. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến lesson 3, a closer look to, vẫn với chủ đề cũ của unit 4 là my neighborhood. Như thường lệ thì với bài thứ 3 trong mỗi unit chúng ta sẽ được đến phần gì nhỉ? Phần grammar, phần ngữ pháp. Với cái phần ngữ pháp này, cô luôn luôn yêu cầu các bạn là sao ạ? Phải chuẩn bị giấy bút thật đầy đủ. Tại vì cái phần này là chúng ta cần phải ghi chép cẩn thận các bạn nhé. Chứ không thể là cứ để nghe không như thế này là kiến thức nó cứ trôi từ tai nọ sang tai kia rồi nó tuột tuột đi đâu mất đấy. Chịu khó là mọi thứ, những cái gì mà mình được học là mình đều phải ghi chép để sau này có cái chúng ta có thể ôn tập và xem lại khi nào mà mình thấy hơi quên quên. Đó, các em nha. Rồi, và trong cái bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ được học về phần comparative adjectives, tức là so sánh hơn của tính từ. Tính từ thì ai cũng biết là sao ạ? Dùng để miêu tả tính chất của sự vật, sự việc rồi đúng không? Thế tính từ so sánh hơn là gì? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thật kỹ các em nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào cái cách sử dụng so sánh hơn của tính từ. Chú ý nhá, là ta sẽ sử dụng so sánh hơn khi nào? Ta sử dụng so sánh hơn của tính từ để làm gì ạ? Để so sánh giữa người hay vật này với người hay là vật khác. Giống như trong tiếng Việt ấy, tiếng Việt là mình sẽ hay có là gì? Ví dụ như là bạn Nam cao hơn bạn Phong ở trong lớp, hay là cuốn vở này thì dày hơn cuốn vở kia. Đó là chúng ta đang dùng câu so sánh. Thì hôm nay trong tiếng Anh chúng mình sẽ học cách làm sao để có thể nói những cái câu tương tự các em nhé. Thì các em phải chú ý cho cô là trong cái câu so sánh hơn ấy thì tính từ nó sẽ được chia ra làm hai loại, đó là tính từ ngắn và tính từ dài. Thế thế nào là tính từ ngắn, thế nào là tính từ dài? Thì cái tính từ ngắn ấy, đó là những cái tính từ mà chỉ có một âm tiết mà thôi. Ví dụ như là tall, high, big, small, wide. Đó là những cái tính từ gọi là tính từ ngắn, tức là mình chỉ phát âm lên có mỗi một âm tiết thôi. Đấy, còn những cái tính từ dài, đó là những cái tính từ mà có hai âm tiết trở lên. Ví dụ này, expensive. Các em nghe nhá, expensive. Thì rõ ràng từ này nó có 3 âm tiết nên nó sẽ được liệt kê vào gì ạ? Vào tính từ dài. Hay là intelligent. Intelligent. Rồi là gì nữa nhỉ? Delicious. Convenient. Đó là một số những cái ví dụ khác thể hiện nó là tính từ dài. Những cái từ mà cứ có 2 âm tiết trở lên thì nó sẽ được gọi là tính từ dài các em nhé. Cần phải nhớ và phân biệt đấy. Tại vì với tính từ ngắn và tính từ dài chúng ta sẽ có những cái cách thành lập câu khác nhau đó các em nha. Đây, cô cho các bạn ví dụ này. Ví dụ một câu với tính từ ngắn. Today is hotter than yesterday. Ngày hôm nay thì nóng hơn ngày hôm qua. This book is more expensive than that one. Cuốn sách này thì đắt hơn cuốn sách kia. Các em thấy khác nhau không? Đây nhá, trong câu này khi mà dịch ra thì đều là so sánh hai thứ đúng không? Đều có cái chữ hơn trong tiếng Việt ấy. Nhưng mà cái chữ hơn ở trong tiếng Anh nó lại khác nhau giữa tính từ ngắn và tính từ dài. Các bạn có thể thấy là ở tính từ ngắn đây này, người ta thêm cái đuôi er. Còn cái tính từ dài nó lại là more cộng với tính từ nguyên, không có thêm đuôi er ở đằng sau. Đấy, thì rõ ràng là cái cấu trúc nó khác nhau các bạn nhé. Đây, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ghi lại cái cấu trúc để nhớ này. Đầu tiên là mình sẽ có cái phần cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn. Thì nó sẽ được cấu tạo là gì ạ? Danh từ thứ nhất cộng với to be, cộng với tính từ ngắn nhá. Tính từ ngắn thì mình sẽ thêm cái đuôi er ở đằng sau tính từ. Rồi cộng với cái chữ gian. Cái chữ gian này nghĩa là hơn này các em này. Đó, rồi sau đó mới đến cái n thứ hai, tức là cái danh từ được so sánh với cái anh danh từ thứ nhất ấy. Dễ hiểu nhá. Nhớ là cái tính từ ngắn là mình phải thêm đuôi er, được chưa? Ví dụ này, I am taller than my brother. Tôi thì cao hơn em trai tôi. Đầu tiên chúng ta cần phải xác định cái tính từ tall. Tall là tính từ có một âm tiết nên nó sẽ là tính từ ngắn. Đấy, tính từ ngắn mình áp dụng vào công thức này. Chủ ngữ thứ nhất này, N1 này, I này. Đấy, to be là gì đây ạ? I thì sẽ đi với em.
Tính từ ngắn thì sẽ thêm đuôi er ở đây thô, mình thêm er, er mình sẽ đọc là taller. Gian này, cộng với danh từ được so sánh là gì ạ? My brother, em trai tôi. I am taller than my brother. Tôi thì cao hơn em trai tôi. Hay một ví dụ khác các bạn nhé. His ruler is newer than my ruler. Tức là sao ạ? Cái thước của bạn ấy thì mới hơn cái thước của tôi. Tương tự ta có cái tính từ new là tính từ một âm tiết, nhưng mà mình sẽ thêm đuôi er ở đằng sau. Đấy, rất là dễ hiểu thôi đúng không? Công thức cũng rất là ngắn và dễ nhớ. Cũng mong là các em chỉ qua một lần ghi thôi là mình đã nhớ và nắm chắc được rồi nha. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo là cấu trúc so sánh với tính từ dài. Ủa, cái này cũng bị ghi sai các bạn ơi, tính từ dài nhá. Tính từ dài thì ở đây chúng ta sẽ có cái cấu trúc là gì ạ? Chủ ngữ 1 cộng với to be. Tính từ dài ở đây thì tính từ nó sẽ không thêm đuôi er nữa đâu, mà nó sẽ có là more này. More cộng với tính từ để nguyên cộng với gian, và tiếp theo là danh từ số 2, cái danh từ mà được so sánh á. Đây, ví dụ cho các bạn thấy nhá. My bike is more expensive than his bike. Cái xe đạp của tôi thì đắt hơn cái xe đạp của anh ấy. Ở đây chúng ta áp dụng nguyên cấu trúc này, N1 là my bike, to be ở đây là is đúng không? More này, tính từ dài expensive, nó là tính từ dài tại vì nó có những ba âm tiết lận. Tiếp tục này, chiếu xuống nha, gian, N2 ở đây là his bike. Rất là dễ đúng không? Nhớ lại, nhắc lại lần nữa này, tính từ ngắn là tính từ ngắn thêm đuôi er, còn tính từ dài sẽ là more cộng với tính từ để nguyên. Tiếp tục một ví dụ khác. Math is more difficult than English. Toán học thì khó hơn tiếng Anh. Ở đây chúng ta có tính từ difficult. Difficult, ba âm tiết thì nó chắc chắn là tính từ dài rồi. Tính từ dài thì mình sẽ dùng cấu trúc là more cộng tính từ cộng với gian. Đấy, rất là dễ đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào vận dụng những cái mục ngữ pháp, những cái cấu trúc mà chúng ta vừa học vào bài tập các em nha. Với bài đầu tiên nào. Complete the following sentences with the comparative form of adjectives in brackets. Number one is an example. Tức là sao ạ? Chúng ta sẽ hoàn thành những cái câu ở dưới đây với dạng so sánh hơn của tính từ. Và người ta đã cho các em một ví dụ. Đây nha. This building is taller than that building. Tức là gì? Tức là cái ngôi nhà này thì cao hơn cái ngôi nhà kia. Ở đây người ta đang cho tính ta, người ta cho chúng ta cái tính từ là tall, cao, tính từ ngắn, nhưng mà chúng ta sẽ thêm đuôi er vào đằng sau các bạn nhé. Tương tự câu 2 này. My neighborhood is than your neighborhood. Có tính từ là noisy, tức là cái khu tôi sống thì ồn ả hơn khu bạn sống. Các bạn chú ý cho cô nhé, cái chữ noisy nó có hai âm tiết nhưng mà nó lại thuộc hàng là tính từ ngắn. Với những cái tính từ có hai âm tiết ấy thì một số tính từ nó lại thuộc hàng tính từ ngắn, một số tính từ nó lại thuộc hàng tính từ dài. Và trong cái từ noisy này ấy, thì nó là thuộc hàng tính từ ngắn. Nên các bạn sẽ áp dụng cái cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn, tức là mình cần phải thêm đuôi er vào đằng sau. Và chú ý chỗ này là y dài phải chuyển thành y ngắn rồi mới thêm đuôi er các bạn nhé. Nên đáp án của chúng ta sẽ là noisier. My neighborhood is noisier than your neighborhood. Được chưa ạ? Tiếp tục câu 3. Câu 3 ở đây chúng ta có gì nhỉ? Có tính từ big. Big là to lớn. Mà khi mà mình dùng trong so sánh hơn thì mình sẽ có là bigger. Nhưng mà các bạn lại tiếp tục chú ý với cô về cái từ bigger này là mình phải gấp đôi cái chữ g lên nhá. Với những tính từ một âm tiết mà kết thúc bằng một nguyên âm cộng một phụ âm thì ta sẽ gấp đôi phụ âm lên rồi sau đó mới thêm đuôi er ở đằng sau. Thì ở đây chúng ta sẽ có là the square in Hanoi is bigger than the square in Hội An. Tức là gì ạ? Tức là cái quảng trường ở Hà Nội thì lớn hơn cái quảng trường ở Hội An. Các bạn chú ý giúp cô nhé. Tiếp tục mình sẽ đến với câu 4. Tính từ expensive. Expensive là có 3 âm tiết thì xác định luôn nó là tính từ gì ạ? Nó là tính từ dài. Tính từ dài thì chúng ta sẽ có là more cộng với tính từ. Nên chỗ này đáp án sẽ là more expensive. Living in a city is normally more expensive than living in the countryside. Việc sống ở thành phố thì thường đắt đỏ hơn là sống ở nông thôn. Tương tự câu 5, câu 5 chúng ta có tính từ là exciting. Exciting lại tiếp tục là một tính từ dài. Nên chỗ này đáp án của chúng ta sẽ phải là more exciting.
is living in a city are more exciting than living in the countryside. Liệu là sống ở thành phố có thú vị hơn là sống ở quê hay không? Đấy, cái bài tập này quá là dễ luôn đúng không? Các bạn cứ nhớ cho cô tính từ ngắn thì thêm where error, tính từ dài thì mình sẽ là more cộng với tính từ các bạn nhé. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với bài tập 2. Use the correct form of the words in brackets to complete the letter. Chúng ta lại tiếp tục chia dạng đúng của những cái từ trong ngoặc. Ở đây là một lá thư các bạn nhé. Và những cái từ trong ngoặc ở đây chủ yếu nó là, à không phải chủ yếu đâu, mà nó toàn là tính từ luôn ý. Tính từ thì chắc lại tiếp tục kiểm tra về cái phần gì đây, về cái tính từ so sánh hơn đây mà. Mình cứ từ từ đọc từ trên xuống dưới, dịch đến đâu làm đến đó nha. Dear Nick, how are you? Chào Nick thân ái, dạo này bạn thế nào? Hà Nội is beautiful, but it's too busy for me. Hà Nội thì đẹp đấy, nhưng mà nơi đây thì quá là bận rộn với tôi. I'm having a great time at Cửa Lò Beach now. Tớ đang có một quãng thời gian rất là đẹp ở biển Cửa Lò. The weather is hotter than that in Hanoi. Thời tiết nơi đây thì nóng hơn ở Hà Nội. Cái câu 1 này là người ta cho ví dụ rồi các bạn nhé. Cho tính từ hot và lại có gian ở đây thì chắc chắn là phải sử dụng gì ạ? Tính từ so sánh hơn. So sánh hơn của tính từ hot là tính từ ngắn nên mình sẽ thêm đuôi er. Nhưng cái tính từ này nó kết thúc bằng một nguyên âm cộng một phụ âm nên chúng ta sẽ gấp đôi phụ âm. Ở đây là có hai chữ tờ liền, các em chú ý nhé. The houses and buildings are, với tính từ small này, and, oh, chấm chấm chấm, than those in Hanoi. Thế các em lại tiếp tục chú ý cho cô là có cái chữ gian ở đây, tức là người ta đang so sánh. So sánh là những tòa nhà, những ngôi nhà thì nhỏ và cũ hơn những tòa nhà ở Hà Nội. Thì các em sẽ áp dụng tính từ so sánh hơn với câu 2 và câu 3. Thì chỗ này, hai anh này á, nó đều là tính từ ngắn cả, nhưng mà mình sẽ thêm đuôi er vào. Đáp án của chỗ trống thứ hai sẽ là smaller, smaller. Và chỗ thứ ba sẽ là older, older. Dễ đúng không? Tiếp tục nhá. The streets are chấm 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 with less traffic. Đường ở đây thì rộng hơn với ít xe cộ. Tiếp tục chúng ta lại có tính từ gì ạ? Tính từ wide là rộng. Thì rõ ràng nhá, cái này ấy, người ta đang so sánh là đường Hà Nội ấy, thì rộng hơn, ít xe hơn. À xin lỗi, đường ở Cửa Lò ấy, thì rộng hơn, ít xe hơn so với Hà Nội. Thì đây tiếp tục sẽ là một tính từ so sánh hơn. Chỗ này đáp án của chúng ta sẽ là wider. Wider. Rồi tiếp này. The seafood here is, có tính từ delicious and cheap than the seafood in Hanoi. Tức là đồ biển ở nơi đây thì ngon và rẻ hơn đồ biển ở Hà Nội. Các em chú ý, tính từ delicious là tính từ dài nên chúng ta sẽ phải là, đáp án của câu 5 sẽ phải là gì ạ? Phải là more delicious. Còn cheap là tính từ ngắn, mình sẽ thêm đuôi er. Đáp án sẽ là cheaper. The seafood here is more delicious and cheaper than the seafood in Hanoi. See you soon, V. Gặp lại cậu sớm nhé, V. Thế là V này nó đang viết thư cho cái Nick để làm sao ạ? Để kể về cái chuyến đi Cửa Lò, rồi là so sánh giữa Cửa Lò với là Hà Nội đó. Rồi, xong bài 2 nha. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài tiếp theo. Look at the pictures of the two neighborhoods, Bình Minh and Long Sơn. Compare two neighborhoods. You can use the adjectives below. À, cái gì đây nhỉ? Người ta cho một cái bức tranh giữa hai khu vực. Đó là Bình Minh, khu Bình Minh với là khu Long Sơn. Chúng ta sẽ cùng nhau so sánh hai cái khu này và sử dụng những cái tính từ mà người ta đã cho. Ở đây người ta cho nào, noisy, ồn ào này, crowded, đông đúc, quiet, yên tĩnh, peaceful, thanh bình, modern, hiện đại, busy, bận rộn, boring, nhàm chán. Thì ở đây nhá, cái trước tiên ấy, trước khi làm cái so sánh thì các bạn sẽ chọn cái tính từ, xong chia ra cái tính từ nào phù hợp để miêu tả khu Bình Minh và tính từ nào phù hợp để miêu tả khu Long Sơn. Các bạn có thể thấy ở cái bức tranh đầu tiên này rõ ràng nó là một khu đô thị giống kiểu trong thành phố ấy, in the city đúng không? Còn cái khu này thì rõ ràng nó là sao ạ? In the countryside, ở vùng làng quê rồi. Dựa vào hai cái nơi như thế thì các bạn sẽ dễ dàng để chia những cái tính từ
tính từ nào mà miêu tả khu nào cho nó phù hợp, rồi sau đó chúng ta mới dùng để đặt câu so sánh. Ví dụ nhá, ví dụ như là Bình Minh thì thành phố nó sẽ hiện đại đúng không? Chúng mình sẽ đưa ra được một cái câu là Bình Minh thì hiện đại hơn khu Long Sơn, nhưng mà bù lại thì khu Long Sơn thì lại sao ạ? Thì lại thanh bình hơn khu Bình Minh. Đấy, tức là qua cái việc mà quan sát và nhận định thì các bạn sẽ cùng nhau đặt câu, dùng tính từ so sánh hơn để so sánh giữa hai khu vực này. Được chưa? Nó rất là dễ thôi. Thì bây giờ các bạn hãy nhanh chóng đặt cho cô các câu đi. Ít nhất là cũng phải được 5-6 câu nhá. Rồi sau đó thử so sánh với cô xem là các bạn có đặt câu giống cô không này. Hay là mình lại soát lại xem cái cấu trúc lúc nãy mình vừa mới chép ấy, là xem các bạn đã ghi đúng chưa nhỉ? Làm đã viết thành một câu đúng ngữ pháp, đúng chính tả chưa? Đây nhớ, ví dụ này chúng ta sẽ có một số những cái câu so sánh như sau này. Bình Minh is more crowded than Long Sơn. Tức là khu Bình Minh thì sao ạ? Thì đông đúc hơn hơn khu Long Sơn. Rõ rồi, ở thành phố thì bao giờ chả đông hơn, tập trung nhiều dân cư hơn là ở khu nông thôn, đúng không? Câu 2 này. Long Sơn is more boring than Bình Minh. Long Sơn thì buồn tẻ hơn khu Bình Minh. Thì nơi đây ít có gọi là trò chơi rồi các kiểu, khu trung tâm mua sắm ít hơn đúng không, thì nó sẽ bị nhàm chán. Ở đây chú ý nhá, boring ý là tính từ dài nên mà chúng ta sẽ có là more boring than. Chào. Tiếp tục này, câu 3 này. Long Sơn is quieter than Bình Minh. Tức là khu Long Sơn thì yên tĩnh hơn khu Bình Minh. Nói chung là không có đông bằng, không có hiện đại bằng thì chắc chắn là nó sẽ yên tĩnh hơn rồi. Quiet của chúng ta nó là tính từ ngắn nên mà chúng ta sẽ thêm đuôi er các em nhá. Tiếp tục này. Long Sơn is more peaceful than Bình Minh. Tức là khu Long Sơn ấy thì sao ạ? Thì yên bình hơn khu Bình Minh. Peaceful của chúng ta tiếp tục là một tính từ dài nên chúng ta sẽ thêm more đằng trước kèm nha. Bình Minh is more modern than Long Sơn. Bình Minh thì hiện đại hơn Long Sơn. Tiếp tục chúng ta lại có một tính từ dài đây là gì ạ? Là modern, hiện đại. Hay là chúng ta có thể dùng tính từ busy để miêu tả này. Bình Minh is busier than Long Sơn. Bình Minh thì bận rộn hơn khu Long Sơn. Và chú ý cái tính từ busy của cô là tính từ ngắn nên chúng ta sẽ thêm đuôi er ở đằng sau các em nha. Ok, thế là đã xong bài này rồi nè. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với bài 4. Work in pairs. Ask and answer question about Bình Minh and Long Sơn neighborhood using the picture in 3. Chúng ta sẽ làm việc theo cặp này, hỏi và trả lời những câu hỏi về khu Bình Minh và khu Long Sơn sử dụng cái bức tranh ở bài 3. Nào, đặt câu hỏi thì cũng rất là dễ thôi. Thì chúng ta sẽ nhìn tranh xong rồi mình đưa ra câu hỏi kiểu là thế rốt cuộc có phải là khu Bình Minh hiện đại hơn khu Long Sơn không này? Rồi khu này có phải là thanh bình hơn khu kia không? Đấy, sau đó chúng mình quan sát bức tranh và đưa ra nhận định là nếu như đúng thì sẽ là yes, còn không đúng thì sẽ là no thôi. Dễ không? Đây nhá, cho ví dụ luôn. Các bạn hãy chú ý này. Is Bình Minh noisier than Long Sơn? Có phải Bình Minh thì ồn ào hơn khu Long Sơn không? Nếu như đúng thì chúng ta sẽ trả lời là yes, it is. Is Long Sơn more modern than Bình Minh? Khu Long Sơn thì hiện đại hơn khu Bình Minh à? Khu Long Sơn thì là khu gì nhỉ? Khu miền quê thôi thì không thể hiện đại bằng được. Nhưng mà chúng ta sẽ trả lời no, it isn't. Không, không phải. Nhớ nhá, chúng ta sẽ sử dụng gì nhỉ? Những cái câu hỏi nghi vấn. Câu hỏi nghi vấn thì luôn nhớ là mình sẽ đảo trợ động từ lên đằng trước, sau rồi mới đến chủ ngữ nha. Cứ thế áp dụng và vận dụng những cái câu mà các em đã gạch đầu dòng ở bài 3 ấy. Từ đó mình đảo hết chúng nó thành gì ạ? Thành câu hỏi. Thế là mình đã có ngay câu hỏi để hỏi các bạn rồi. Tương tự nhá, cho thêm hai câu nữa để lấy ví dụ để các bạn sẽ tự làm nha. Is Bình Minh more peaceful than Long Sơn? Tức là sao ạ? Khu Bình Minh thì thanh bình hơn khu Long Sơn à? No, it isn't. Không, không phải. Is Long Sơn more boring than Bình Minh? Long Sơn thì nhàm chán hơn khu Bình Minh có phải không? Đúng rồi, thì sẽ là gì ạ? Yes, it is. Đấy, dễ không? Ok nhá. Tương tự thì các bạn hãy cố gắng đặt thật là nhiều câu trong phần bài tập này để mình vừa có thể nhớ được những cái tính từ dài, tính từ ngắn này, cách mình dùng câu này. Rồi sau đó chúng ta có thể áp dụng để so sánh những cái khu khác ở trong cái nơi mà chúng ta thật sự đang sống và sử dụng những tính từ mà mình đã được học trong từ bài 1 đến bài 3 của Unit 4 các bạn nha. Rồi, sau khi mà hoàn thành xong bài tập này thì cũng đã kết thúc luôn bài giảng của cô rồi. Rất là cảm ơn các em đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo nhé.
của học viện Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viện Jack.